Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ sát sao biển cả, vút phi lao gió thổi trên bờ. Ngắm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Người theo nước hạt giống hình trẻ, xuân đã đến quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa rậm rờn biển cả, tiếng hải du con ngủ du Việt Nam yêu sâu xanh xanh lưỡi tre, suối đổ về sông qua những nương tre. Sông sông cuốn xuống về biển cả, đưa thanh niên vui qua mong đời. Mùa xuân tới nguồn sông dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi lao gió thổi trên bờ. Buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dừng lên đất trời.
chè xanh bông trắng lưng đồi, đâu xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru đàn xanh lúa thẳng cánh bay qua bay đưa nước về đồng quê sáng rồi. Giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế,
Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam lên treo cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.
tập luyện bài tập dưỡng sinh kinh dạng và xây dựng hệ thống câu lạc bộ văn hóa sức khỏe dưỡng sinh kinh dạng. Ngày hôm nay được biết Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tổ chức ngày hội sức khỏe cộng đồng, 600 hội viên đại diện cho gần 20.000 hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc trên địa bàn thành phố Hà Nội đã về diễn tập bài dưỡng sinh kinh lạc. Quý vị biết không, bài đồng diễn chuẩn bị diễn ra là kết quả của quá trình tập luyện hàng ngày của những hội viên trong các câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc. Có những thành viên trẻ và mới tham gia câu lạc bộ, hay có những cụ già gần 80 tuổi vẫn hăng hái tham gia đồng diễn, dù không hoàn toàn hoàn hảo và có đôi chút sai sót, nhưng đó chính là tác phẩm tuyệt vời của một tinh thần dám vượt lên chính mình. Sau đây là màn trình diễn, mời quý vị cùng đón xem. Thank you.
Hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời. Nghe sóng vỗ sạt sâu biển cả, vuốt phi lao gió thổi trên bờ. Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời. Vui theo đó là sao tình trẻ dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời.
mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng hải du con ngủ công phu. Các nghệ sĩ công chuyện của hội cao tuổi phường Đức Thắng đã cống hiến cho chúng ta một tiết mục thật tuyệt vời, và xin quý vị một tràng pháo tay nữa để chúc mừng ạ. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với tiết mục múa hát Vui Tập Dưỡng Sinh Kinh Lạc của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Kinh Lạc An Khánh, Hà Nội, với nguồn cảm hứng là hiệu quả của bài tập Dưỡng Sinh Kinh Lạc. Một thành viên trong câu lạc bộ đã sáng tác ra điệu múa Vui Tập Dưỡng Sinh Kinh Lạc. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2017, tại trường Đại học Y tế Công cộng số 1A, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tổ chức Ngày hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng khu vực thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách. Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tổ chức Ngày hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng khu vực thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, trên sân khấu lúc này, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng đã đang trao cúp tấm lòng vàng. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ. Chúc mừng hai đơn vị và xin quý vị chúng ta một tràng vỗ tay. Ban giám hiệu trường đã...
được cảm ơn giáo sư tiến sĩ. Xin một tràng pháo tay thật lớn từ hội trường được không ạ? Tôi vừa trình bày và vừa nói một số cái vấn đề trao đổi với các quý vị, một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Xin chúc mừng. Thứ nhất là tôi muốn nói về vấn đề dương khí trong học cổ truyền. Để trong cơ thể con người theo học cổ truyền thì chia chúng ta biết là Bác Hồ khi mà 63 tuổi có làm một cái bài thơ, chắc chúng ta ai cũng biết, các quý vị đều biết là chưa 50 đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ nhàng, việc làm tháng rộng ngày dài ung dung. Đây là cái đường lối sống của Bác. Chúng ta thấy và đây là những nụ cười này có giá trị bằng nhiều thang thuốc bổ, 10 là hơi ít ạ. À, xin các quý vị một tràng pháo tay và xin các quý vị được vậy. Tôi cũng tâm sự nhỏ, sau khi tôi quan sát ở dưới hội trường thì tôi thấy là số các bác nữ giới này chiếm nhiều hơn các bác nam giới. Thì tôi cũng hy vọng rằng sau cái ngày hội sức khỏe này, sau cái ngày hội về dưỡng sinh kinh lạc này, mong các quý bà về tâm sự với các quý ông để làm sao cho âm dương nó điều hòa, để cho gia đình có sức khỏe, gia đình hòa thuận vân vân. Thì mời các quý bà, mời các quý ông tham gia cái chương trình sức khỏe cộng đồng và dưỡng sinh cộng đồng ngày càng nhiều hơn. Xin có ý kiến nhỏ nhỏ thế ạ. Cho đây tôi trao đổi một số cái phương pháp tập dưỡng sinh. Tại sao trước khi đi về vấn đề dưỡng sinh kinh lạc thì tôi để về cuối, vì cái đấy rất là quan trọng. Tôi muốn trao đổi một số vấn đề về tập dưỡng sinh. Vào thế kỷ 14 thì đại danh y Tuệ Tĩnh, tức là đại y thiền sư Tuệ Tĩnh, cũng đã có những cái câu nói về vấn đề về dưỡng sinh. Bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục, thủ chân luyện hình. Thế nào là bế tinh? Bế tinh ở đây giữ gìn tinh khí, và dưỡng khí là nuôi dưỡng khí, tồn thần là bảo tồn giữ gìn thần trí luôn luôn được minh mẫn, thanh tâm là giữ cho tâm nó không động, tâm nó thanh thản, tồn thần tức là mình tồn các cái khí của trời đất, khí của tiên thiên vân vân, quả dục tức là kìm hãm những cái mong muốn dục vọng, nó không phải cái dục vọng nam nữ bình thường mà những cái dục vọng khác. Tôi ví dụ như những cái mà nó cao sang quá thì đối với mình thì chưa đạt được, thì mình bình tĩnh mình phấn đấu, chứ suốt ngày nghĩ nó rồi nó không được thay rồi bảo dục cho lắm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất ngủ rồi lo lắng, thậm chí còn lo sợ vân vân. Thế nên là cái này là cái mà không phải dễ dàng gì, vì con người sinh ra nó cũng phải có, nhưng mà nó ở mức độ nào của chúng ta giữ nó như thế nào. Còn luyện hình thì tôi vừa mới thấy dưới khán chưa phòng khoảng 5.500 các bác ở hội dưỡng sinh kinh lạc đã là luyện hình rồi và thủ chân rồi, chân tư giữ chân khí và luyện hình rồi. Và chắc chắn rằng trong buổi sáng nay không riêng gì ở sân vận động của trường Đại học Y tế Công cộng này, mà trên toàn quốc để hưởng ứng cái ngày hội vì sức khỏe cộng đồng này thì câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc và các câu lạc bộ dưỡng sinh khác trên toàn quốc vào khoảng 7 giờ chắc cũng đang hoạt động, bởi vì chúng ta không có cái giao lưu trực tuyến. Nhưng mà tôi có cái linh cảm của cái người y học cổ truyền là chắc chắn sáng nay trên toàn quốc có một cái hoạt động rất là phong trào rất là rộng lớn như thế. Chúng ta chúc mừng người cái ngày. Tôi muốn trao đổi cái rất liên quan mà tốt cho sức khỏe mà đơn giản thôi, một phương pháp thiền mà tôi tập 8 năm nay rồi. Đây là một phương pháp thiền của môn võ Vịnh Xuân Quyền với một cái tên là thiền vuông. Thiền vuông là một cái phương pháp hít thở điều khí cơ thể ta trước khi mà bước vào cái tập của môn thở vuông này.
thì chúng ta ngồi theo tư thế bán già hoặc kiết già. Tôi đang hình ảnh của tôi đang ngồi đây là bán già, thì chắc các quý vị đây đều hiểu rồi. Ở cái tuổi này thì các vị chắc là biết thế nào gọi là ngồi bán già hoặc kiết già. Đơn giản với người cao tuổi thì có thể ngồi bán già. Tuy nhiên có những cụ bác mà luyện công phu cao thì ngồi kiết già là bình thường. Còn nếu chúng ta không ngồi được tư thế này thì chúng ta ngồi ở ghế, ngồi bình thường, hai chân ở tư thế rất là bình thường và cơ thể lỏng, thảnh thơi. Ôi phải chi lòng được thảnh thơi, mắt nhắm tự nhiên, lưng thẳng nguyên chi, mắt nhắm nguyên chi tự nhiên. Thế và khi mà ở tư thế lỏng, toàn thân lỏng thì chúng ta tiến hành hít thở, chủ yếu là thở. Khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong tư thế rồi thì tiến hành thở. Đầu tiên chúng ta tiến hành thở ra. Các quý vị thở ra. Tôi nhắc trước, tức là thở ra, ngưng thở, hít vào, ngưng thở, thở ra. Nó theo cái cạnh của hình vuông mà trên màn hình là nó bằng nhau về thời gian, không chênh lệch. Ví dụ khi chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta thở ra thì ví dụ chúng ta thở ra trong vòng 3 giây. Tôi tin rằng với các cụ ở đây mà các bác đây chưa luyện tập được thở ra 3 giây thôi. Thở ra 3 giây sau đó các bác chuyển sang đến thì thứ hai là ngưng thở. Cũng trong 3 giây thôi. Hết 3 giây. 3 giây thì bác có thể đếm. Ví dụ đếm 1, 2, 3. Hết 3 giây. Các bác có thể dùng tràng hạt các bác đếm vân vân. Sau khi ngưng thở 3 giây rồi các bác hít vào, cũng hít vào trong 3 giây thôi. Sau khi hít vào 3 giây, các bác thở ra trong 3 giây. Các bác làm như thế. Và tuy nhiên trong quá trình, và chúng ta lưu ý là thở bằng mồm, chứ không thở bằng mũi, như kiểu bơm cái quả bóng bay ấy. Và vì trong vịnh xuân, khi phát khí, phát lực là phát bằng khí. Nếu không có khí thì lực nó sẽ không mạnh. Cho nên là khi mà sau này khi các bác luyện, ban đầu thì 3 giây là quá nhiều, thời gian thì có thể 15 đến 20 phút. Mà sau này tùy theo cái khả năng, mình thích nghi thế nào, thích ứng thế nào, mình luyện lên. Cái này nó sẽ tốt cho khí trong cơ thể, chữa một số cái bệnh như mất ngủ, đau đầu, lo nghĩ, rồi tăng cường cơ thể. Và đặc biệt là cái thiền này nó giúp cho toàn bộ hệ thống mạch đốc. Cái cuộc sống của chúng ta đấy, theo học hiện đại còn theo học cổ truyền, mạch đốc, nhân đốc là nó kết nối với nhau. Chúng ta lưu ý là khi mà trong cái thiền này thì bàn tay ta để bàn tay phải ở dưới, bàn tay trái ở trên, và ngón tay cái của bàn tay phải là ở trong, và ngón tay cái của bàn tay trái ở trên. Trong cái tư thế của tôi ngồi đấy thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể nó điều hòa. Và trong quá trình luyện tập tôi thấy trong cơ thể tôi có những cái chuyển động, mà đặc biệt là cuộc sống rất linh hoạt. Đây là những cái mà và dần dần chúng ta thấy cái nội lực trong cơ thể nó tự nhiên nó có, nó xuất hiện. Đấy là đối với kiên trì tập, chứ tập được 1-2 tháng thôi. Bây giờ đến là vấn đề mà hôm nay toàn quốc, trên toàn quốc hàng nghìn câu lạc bộ và hàng nghìn hội viên tập luyện dưỡng sinh kinh đạo. Thực ra thì về kinh lạc và nghiên cứu chẩn đoán bệnh trên kinh lạc, điều trị bệnh trên kinh lạc thì vào từ đời tùy ở trong nội kinh, hoàng đế nội kinh có viết về vấn đề điều trị bệnh kinh lạc. Thế sau đó thì đến đời Hán, Trương Trọng Cảnh cũng đã viết về vấn đề bệnh tật và các cái bài thuốc chữa trị bệnh bằng kinh lạc. Đến đời Thanh, Lương Y Diệp tiến sĩ ở Trung Quốc cũng đã đưa vấn đề về kinh mạch. Và hiện nay ở Trung Quốc có một công ty gọi là công ty Di Linh ở Thạch Gia Trang đã đưa các cái tài liệu về kinh lạc, chữa bệnh bằng kinh lạc, chẩn bệnh bằng kinh lạc vào trong quá trình khám chữa bệnh. Trước đây thì tôi cũng ở Việt Nam
Nam thì tôi đã được biết từ khi cái hội dưỡng sinh Kinh Lạc được thành lập thì trên toàn quốc có hàng trăm câu lạc bộ và hàng nghìn hội viên tham gia, và đặc biệt là phương pháp dễ tập dễ hiểu, tài liệu soạn thảo rất là khoa học. Mấy hôm rồi tôi nghiên cứu cái tài liệu và tôi tìm hiểu thì rất là khoa học, rất gắn chặt với học cổ truyền trong cái quá trình soạn thảo và trong quá trình tập luyện. Cho cơ thể là một chỉnh thể, là cái khối thống nhất, nên là phương pháp này tôi thấy là cần được phát triển sâu rộng và phải đưa vào một cái di sản văn hóa của dân tộc. Thế xin đối với phương pháp này, một lần nữa tôi, cá nhân tôi xin trân trọng chúc mừng các quý vị đã tham gia cái buổi tập dưỡng sinh Kinh Lạc này. Chúc sức khỏe. Bây giờ đến phần ban tổ chức vừa giới thiệu, tức là tôi trao đổi với các quý vị một số. Thứ nhất là về cái củ gừng. Củ gừng thì chúng ta biết rồi, trồng cái cảnh nó đẹp. Cái gừng thì có thể tham gia trong cái y học cổ truyền, có thể chúng tôi dùng cứu cách gừng, đặt cái bát gừng trên huyệt và cứu. Chúng ta thì chắc cái này tôi cũng không nói sâu, còn vấn đề ngâm chân bằng gừng. Chúng ta có ít muối và vài lát gừng, một số lát gừng giã hòa nước ấm, chúng ta ngâm chân cũng rất là tốt, ấm các cái huyệt xuống cái tuyền, nó tốt cho cơ thể. Và một số cái phương pháp không dùng thuốc khác như là xoa bóp bấm huyệt, thì xoa bóp bấm huyệt thưa quý vị là một trong những phương pháp mà không dùng thuốc rất là quan trọng. Tuy nhiên ở góc độ ngày hôm nay thì tôi trình bày một số các cái huyệt cơ bản liên quan đến nâng cao chính khí, nâng cao dương khí, và chúng ta dễ hiểu dễ làm. Cái thứ nhất là cái huyệt túc tam lý, thì cách lấy nó đơn giản thôi. Chúng ta ngồi cái tư thế bình thường và hai bàn tay úp lên trên đầu gối, và cái đầu ngón nhẫn đến đâu thì huyệt ở đấy, là nó chuyển động ở dưới tay như thế nào. Chúng tôi thì trong bấm huyệt thì về đắc khí châm cứu thế nó phải tê tức nặng trướng. Thì có thể quay dây ra các quý vị ấn cái ô mô ngón cái này vào cái huyệt, ấn từ từ cho đến khi nào mà cảm tức thì các quý vị dừng ở đó trong khoảng 1 phút, giữ nguyên cái cường độ đó, góc độ ấn đó trong khoảng 1 phút. Đấy là đối với huyệt túc tâm lý cũng như tất cả các huyệt khác, thì nó sẽ nâng cao sự cường tráng cơ thể, kích thích tiêu hóa, điều hòa âm dương cho quý vị. Huyệt thứ hai là huyệt huyết hải. Huyệt huyết hải thì có nhiều cách, ví dụ là có những cái cách mà đặt ví dụ đây là cái khớp gối chẳng hạn, đây là gối, đây thẳng chân đây, chúng ta đặt bàn tay như này, đầu ngón tay cái ở phía bên mặt trong của đùi, đầu ngón tay cái đâu thì huyệt huyết hải đấy. Cái cách thứ hai là trên mặt trên của khớp gối, đặt hai cái ngón tay cái cạnh nhau và cái đầu trên của cái ngón cái thì đấy là huyệt huyết hải. Thế khi xoa bóp cũng như ấn cái huyệt này, nó có tác dụng huyết hải là bẻ vào huyết, thì nó lưu thông khí huyết ở trong cơ thể. Nó rất đơn giản thôi, trị đau khớp gối là trị tại chỗ, và toàn thân là khí huyết nó lưu thông, kinh mạch mạch nó lưu thông. Huyệt thứ ba chắc các quý vị 90% hoặc 100% đây các quý vị đều biết, đấy là huyệt dũng tuyền. Huyệt dũng tuyền là bẻ của thận và của khí. Khi mà day cái huyệt này thì nâng cao cái dương khí trong cơ thể. Và huyệt dũng tuyền thì có nhiều cách lấy, mà cách lấy mình vuốt từ dưới lòng bàn chân lên, và khi đến khi hướng giữa rãnh chỗ lõm của gan bàn chân thì đấy là huyệt. Cái cách lấy thứ hai là quý vị quặp các cái ngón bàn chân vào thì cái chỗ lõm ở trong bàn chân là huyệt. Cách thứ ba là cái đường nối giữa đầu của ngón trỏ bàn chân với điểm giữa gót chân, 2/5 trên và 2/3/5 dưới, thì điểm chính điểm đấy là huyệt. Cái này hơi phức tạp, đấy dành cho chi tiết của giải phẫu. Thì cái huyệt này có nhiều cái tác dụng, kể cả cấp cứu rồi đặc biệt là xoa bóp, nó hàng ngày sẽ nâng cao cái dương khí trong cơ thể. Huyệt tiếp theo tôi trình bày là huyệt thận du. Huyệt thận du cách lấy rất đơn giản thôi, nên hình ảnh ta chống hai tay vào lưng lưng thì đầu ngón cái là huyệt. Huyệt này là có tác dụng xoa bóp, cũng huyệt đỡ đau lưng, nâng cao cái thận khí, thận dương của cơ thể.
giúp cho nhiều vấn đề. Ở đây tôi cũng ngại nói, nhưng mà các quý vị cứ thử làm sẽ thấy công hiệu của nó. Cái huyệt mà rất là quan trọng, trông như là ở giữa trái tim, có một cái tên gọi là huyệt thần quyết. Chúng ta ra đời thì cô nữ hộ sinh giúp chúng ta tạo cái huyệt này. Tuy nhiên là có người tạo đẹp, có người tạo xấu, vân vân. Nhưng dù sao đây cũng là một huyệt rất quan trọng. Nó khi mà chúng ta xoa bóp đều thì giúp cho các cái nội tạng trong cơ thể được điều hòa, công năng được điều hòa, chức năng tạng phủ và đặc biệt là hệ tiêu hóa, nó giúp cho cơ thể nâng cao chính khí. Báo cáo quý vị trên hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp sống rất thọ, sống vui, sống khỏe, và công lao của đại tướng tôi không dám trình bày đây. Và một vị đại sư, đây là đại sư Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, hiện nay 102 tuổi. Năm nay là năm ngoái tôi đến thăm, và năm nay là tôi đến thăm là cụ 102 tuổi, cụ giống rất thọ, hiện nay là chủ trì chùa Huyền Minh ở Phú Xuyên, Hà Nội. Trên đây là tôi muốn trình bày với các quý vị trong cái buổi ngày hội sức khỏe cộng đồng năm nay một số cái kiến thức cơ bản để nâng cao sức khỏe. Sau chúc cuối cùng xin trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu, các vị hội viên sức khỏe an khang thịnh vượng và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Đoàn Phong Huy, và xin kính mời quý vị sẽ thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung, ca khúc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ do Tốc Múa Phường Đức Thắng biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thủy, nguyên trưởng khoa phục hồi chức năng Trường Đại học Y tế Công cộng về chuyên đề phục hồi chức năng. Xin mời, xin trân trọng kính mời. Hai là liên quan đến khớp gối, để cho các bác, các anh chị, các cô, các chú nếu mà biết được những điều này chúng ta có thể có những cái phòng tránh nó tốt hơn. Thứ hai, nếu mà thời gian cho phép thì tôi cũng có thể chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm bản thân khi mà sống cùng và chăm sóc bố mẹ khi mà bố mẹ nhiều tuổi. Tức là thì tôi thấy rằng là có những cái mà tôi quan sát, tôi thấy rằng là nó cũng rất là hữu ích và thực tế. Nếu mà có thời gian, và tôi sẽ xin bắt đầu cái bài trình bày. Bài trình bày của tôi hôm nay thì người ta nói rằng cái lão hóa của cuộc sống không phải là bắt đầu từ tuổi 60 hoặc là khi chúng ta 70, mà đã bắt đầu từ khi người ta chúng ta 18 và 20 tuổi. Và ở đây thì các bác anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái quá trình lão hóa này, trong cái quá trình lão hóa này thì cấu tạo của cuộc sống thì nó gồm có một cái nhân ở trong, đúng không ạ? Trong một tầng cái có một cái các cái nốt sống và cái nhân sụt của cái nhân nhảy của chúng ta sẽ càng ngày càng xẹp xuống, và nước ở trong cái nhân nhảy nó càng thoát ra. Do vậy cho nên là cái nhân của chúng ta sẽ càng ngày trở nên cứng và nó không có khả năng đặt ngồi nhiều nữa. Chúng ta cảm giác là nó sẽ lan xuống dưới chân, nó cứ phồng dần, và cái lỗ mà các bác có thể nhìn thấy ở đây là nó sẽ cái đĩa đệm này nó sẽ áp lực gây ra và nó sẽ chèn vào thần kinh, và do vậy cho nên là nó sẽ gây đau. Như vậy thì các cái phân bổ, và đặc biệt nữa còn một cái nữa là cái khớp, các bác có thể nhìn thấy rằng là cái khớp dự trượt sẽ ra cái đốt sống. Thì hiện nay với cái kinh nghiệm của chúng tôi cũng như là tôi đọc các cái tài liệu, thì trước đây chúng ta cũng nghĩ rằng là những cái mà thoát vị cuộc sống là do cái nhân nhầy này nó tác động, nó bị ép ra ngoài thì nó sẽ lên. Nhưng mà một phần nữa là do cái tắc nghẽn của các cái khớp mà nằm đây coi như là của cuộc sống. Và các cái tắc nghẽn này cho nên khi mà chúng ta và cuộc sống càng ngày nó càng dẻ, càng bị sập xuống, nó không có khả năng coi như là kéo lên nữa, càng ngày càng cứ kéo sập xuống. Và do vậy nó sẽ tạo ra cái sức ép, càng ngày tạo ra cái sức ép ở phía trong. Cho nên rất nhiều các bác là bị đấy, nó cứ bị dập trên và dập dưới, đúng không? Về phía trước và về phía sau. Và khi các cái lực đè ép lên cái đĩa đệm này về phía trước và về phía sau thì sẽ khiến cho nó sẽ chèn ép vào các cái phần thành phần thần kinh. Và tùy theo cái mà vận động của các bác, tại vì các cái bệnh này nó lại liên quan đến một cái vấn đề y tế công cộng, đấy là tư thế của chúng ta trong lúc làm việc, tư thế của chúng ta trong lúc nghỉ ngơi. Có những người có thói quen, ví dụ như là tôi hay có thói quen là bắt chéo chân, đúng không? Thì bắt chéo chân đấy là một hành vi không đúng tư thế, và càng bắt chéo như vậy thì nó sẽ làm cho khớp háng của tôi sẽ lệch, sẽ làm cho khớp gối của tôi sẽ bị xoay và xoay trục và đẩy vào trong, nó sẽ làm cho cái khớp cột sống của chúng tôi của tôi cũng sẽ bị xoay sang phía bên trái, ví dụ như hay bắt chân từ phải trái sang phải chẳng hạn. Hoặc như bạn tôi chẳng hạn, bạn có một cái thói quen là cứ khi mình nấu cơm thì bạn cái bàn chân của bạn lại cứ nghiêng một bên, bạn ấy chỉ làm với cái chân phải, thì tất cả hệ thống cơ xương khớp đấy chắc chắn là nó sẽ có vấn đề.
và như vậy nó sẽ đè lên nó sẽ đè lên cái lệ. Và các quý vị đều có thể thấy rằng là cái nhân nhầy ở trong xung quanh các cái vòng đệm này nó sẽ bị vỡ, nó sẽ bị giãn, và cái nhân nhầy ở trong nó sẽ bị thoát ra theo những cái đường như này, thoát ra như này, và dần dần nó sẽ thoát cả vào trong này, và hay thoát vào trong này thì nó sẽ làm do là chèn ép các thần kinh ở trong cái đệm này. Và cứ càng ngày nó càng nứt ra, ngọ nó hóa, sau đó thì nó sẽ chèn ép. Và càng ngày thì cái cuộc sống của chúng ta nó càng sạch, đúng không? Và lão hóa thì người ta nói rằng bắt đầu thoái hóa cuộc sống của chúng ta là tuổi từ 20, bắt đầu từ 18 cho đến 20. Và những lão hóa thì bắt đầu từ tuổi 40. Thế thì điều này cũng rất là phù hợp với lại cái nghiên cứu mà do bộ môn của chúng tôi tiến hành khi mà điều tra toàn bộ trên một cái quần thể dân 168.000 dân của Chí Linh, thì chúng tôi đã tìm ra được một cái phát hiện cũng rất là hay. Đấy là gì? Đấy là tuổi bắt đầu mà tỷ lệ khuyết tật nó tăng cao là từ 20 đến 40 thì bắt đầu có một bước chuyển, nhưng từ 40 đến 60 tỷ lệ nó tăng cao vọt lên như thế nào, nó thành một đường dốc đứng. Tức là mỗi một tuổi tăng lên thì cái tỷ lệ khuyết tật ở cái độ tuổi đấy nó tăng lên rất là cao. Như vậy vấn đề của chúng ta là gì? Phòng ngừa khuyết tật không phải chỉ đến bây giờ chúng ta mới phòng ngừa, bây giờ chúng ta đi là chúng ta chữa sai, đúng không ạ? Ở tuổi này là chúng ta chữa sai chứ không phải phòng ngừa nữa. Phòng ngừa phải bắt đầu từ năm 40 tuổi và sớm hơn nữa phải bắt đầu từ năm 20 tuổi. Cho nên đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là trong cái mà nghiên cứu của chúng tôi đã nó đưa ra như vậy. Thế và nó có cái mức độ nghiêm trọng thì nó phụ thuộc vào rất nhiều. Trong đấy thì cái cân nặng của chúng ta là một vấn đề. Những người bị nặng cân bao giờ cũng rất nhiều vấn đề sức khỏe, đúng không? Cho nên là việc đầu tiên mà muốn giữ gìn sức khỏe, tôi nghĩ rằng là các bác phải giảm cân. Tôi thì cũng muốn giảm cân rất nhiều nhưng mà cũng nghĩ nhưng cũng chưa giảm được, rất là khó trong một cái xã hội mà nó rất là nhiều thứ cám dỗ như thế này. Và trong xương và những biến đổi trong xương của chúng ta, đúng không ạ? Cái sự đàn hồi, sự cứng và canxi trong xương nó dần dần mất đi nếu chúng ta không bổ sung canxi, đúng không ạ? Chúng ta không bổ sung các cái thành phần thì xương bắt đầu nó chuẩn bị thoái hóa, nó rỗ, nó bị rỗ xung quanh, đúng không ạ? À, các bác có thể nhìn thấy các cái hình ảnh mà đây xương mặt xương nó rỗ, và chúng ta thấy rằng là trên hình ảnh mà phim của chúng ta chụp, chúng ta có thấy là gai xương rồi mỏ xương là do những cái thoái hóa xương như thế này, và thoái hóa này nó sẽ cọ vào các cái thành phần xung quanh khiến chúng ta là gì ạ? Chúng ta bị đau đấy. Nó làm hẹp cái ống này ạ, làm cái phần trong này nó không được trơn nặng nữa thì tất cả các thành phần đi trong này nó sẽ bị viêm, tức là cũng bị cọ sát dần nó bị viêm và có gây đau. Đấy là các cái lý do mà chúng ta thấy đây, thậm chí là nó còn bị cọ cả vào trong, tức là nó thoái hóa vào phía trong cái ống sống này, và nó có thể mọc ở rất nhiều nơi, đúng không ạ? Với cấu trúc xương, đây cũng có cả cái gọi là giảm mật độ xương. Thì các bác cũng cứ thấy là sáng nay thì hình như là chúng ta cũng đã đo cái mật độ xương, đúng không ạ? Cái mật độ xương thì cái giảm mật độ xương của người già là cái đấy là chắc. Cho nên là chúng ta cũng phải nghĩ đến cái bổ sung canxi và tất cả các cái phần dinh dưỡng nào mà nó cần giúp, ví dụ như là glucosamine chẳng hạn, là phải có, chúng ta cần. Chúng ta nhìn thấy rằng là các cái vận động, và khi vận động nhiều thì bắt đầu cuộc sống nó bị ép, và vì nó mềm cho nên là càng ngày nó sẽ bị gì ạ? Nó sẽ bị dồn và nó sẽ bị gì ạ? Nó sẽ bị hẹp lại. Và đặc biệt là các bác có thể nhìn thấy rằng là cái hình ảnh tại sao mà cứ người già chúng ta sẽ bị cái cuộc sống của chúng ta sẽ theo hình như thế nào, và tại sao chúng ta ở độ tuổi này chúng ta hay bị thấp, bị đĩa đệm cổ, đúng không ạ? Chúng ta cứ ngủ dậy chúng ta có thấy tê tay chạy suốt xuống dưới lòng bàn tay, là vì gì? Là vì các cột chống lại
Cho nên là nếu chúng ta cứ đi theo, chúng ta tập theo một cái đám đông thì chúng ta sẽ có vấn đề. Mặc dù người khác có vấn đề nhưng chúng ta phải có vấn đề, bởi vì cơ thể chúng ta khác nhau, đúng không ạ? Vì thế trong độ tuổi này chúng ta hãy nghe ngóng cái cơ thể của chúng ta và chúng ta làm. Chứ còn không nên là cứ học tập cho các bạn. Tôi đã điều trị cho rất là nhiều các bác ở ngoài 50, sau khi tập yoga về lại thấy là cái khớp của mình lại lỏng lẻo ra, khớp gối bị lỏng lẻo ra, bởi vì cứ cố kéo, đúng không ạ? Trong khi tất cả những cái dây chằng của yoga là gì, nó không có khả năng là nổi nữa, chúng ta kéo nó ra nó không co lại được, và như vậy tự nhiên khớp của chúng ta lại lỏng lẻo. Khớp chúng ta lỏng lẻo thì sẽ là cơ hội cho chuyện chật khớp rồi thoát vị bệnh đấy. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là cái phần mà nói về cuộc sống, thì những cái quan sát về lâm sàng cũng như là những cái hình này thì tôi cũng thấy rằng là muốn chia sẻ với lại tôi tập vật lý trị liệu, tập vật lý trị liệu đến để những cái chuyên ngành của tôi là vật lý trị liệu phổ chức năng thì sẽ phục vụ các bác những cái dùng các cái tia như hồng ngoại này, rồi từ trường này, rồi các cái máy điện xung để làm giảm đau, giảm viêm và tập luyện để cho các cái cơ của cân chỉnh cái cơ của bác và làm giảm cái tình trạng viêm của cơ thể. Thế rồi một cái nữa là tự chúng ta có thể tập, đúng không ạ? Thực ra ở nước chúng ta thì tôi thấy rằng là ngành phổ chức năng rất là yếu. Ngành phổ chức năng không phải chỉ là nhân lực mà nó còn là các cái phương tiện. Ở đây tôi thấy rằng là có công ty sống thiền hành thiện hoặc là sức khỏe cộng đồng thì như có cung cấp một số những cái dụng cụ để tập, nhưng tôi không biết là có cung cấp nhiều không, chứ ở Mỹ thì tôi thấy rằng là có rất nhiều các dụng cụ và để tập lưng rồi tập vai rồi các thứ, nhưng mà ở nước mình thì tôi thấy là hơi hiếm. Thì cái này là đây là mình tự tập ở nhà. Một cái nữa là chúng ta phải thể dục đấy. Ở đây người ta lưu ý các bác rằng các bác phải tập thể dục chậm, nghĩa là các động tác của chúng ta là chậm rãi, đúng không ạ? Chúng ta phải cảm nhận được cái sự chuyển động của cơ thể để chúng ta dạ chúng ta tập cho đúng, chứ không phải là chúng ta này lại tập những cái aerobic của chúng ta lại theo những cái nhịp rất là mạnh thì không được, đúng không ạ? Rồi bơi, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi bơi. Bơi cũng là cái tốt, bơi vô cùng tốt. Đấy, kể cả chúng ta là cao tuổi chúng ta cũng nên là bơi, bởi vì các cái khớp của chúng ta khi mà nằm ở trong nước, các khi ở trong nước nó vận động nó không phải chịu cái lực trọng lực của cơ thể. Bởi vì là nước đã một phần nâng cái trọng lực của chúng ta lên, cho nên vận động khớp của chúng ta nó sẽ nuột hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không gây sang chấn cho khớp. Cho nên nếu bác nào mà bị viêm khớp hoặc viêm đau khớp thì các bác là không nên là đi bộ, nhưng mà nên đi bơi, đúng không ạ? Nên đi bơi nếu có thể được. Một cái nữa đấy là gì ạ? Cố định như tôi nói là dùng nẹt, hoặc là đến một cái cơ sở đấy là cái nẹt cứng để nẹt chân lại, nẹt tay, hạn chế vận động, đúng không ạ? Hoặc là một cái nữa là tiêm, đây là tiêm vào ổ khớp. Thì hiện nay cái này tôi thấy rằng là ngành khớp của chúng ta đang hay làm, tức là tiêm một cái chất vào trong tăng cường cái chất dịch tiết của để cho nó mềm, để cho nó gọi là trơn đấy. Thế thì như vậy. Và một cái nữa là tái tạo khớp, có nghĩa là chúng ta phải phẫu thuật, tức là thay khớp. Thì đấy là tất cả những cái mà vấn đề đây là lấy cái khớp gối ra để mà làm minh chứng, đúng không ạ? Đây các anh chị thấy vui những cái miếng dạng, ví dụ những trường hợp như thế này để các bác có thể nhìn thấy rằng là tại sao người ta phải lấy một miếng xương ra để người ta đặt trục lại, đúng không ạ? Bàn chân đấy, vì là cái chân của nó không thả trục nữa, cho nên là người ta phải phẫu thuật là người ta lấy đi một miếng xương xong rồi đánh lại để cho cái chân nó được thẳng trục. Cho nói thế là các bác là một trong những lý do đau là do trục chân của chúng ta không thẳng, và chúng ta phải lưu ý trong khi chúng ta tập luyện. Chúng ta phải thấy là trong các cái đây người ta phải khâu lại và như vậy nó chuẩn trực. Còn một cái nữa là ở đây người ta nói là thay khớp, đúng không ạ? Cho một cái miếng thì rất nhiều cơ nó bám vào đó, đúng không ạ? Tất cả những vấn đề về chấn thương, ngã gây chấn thương có thể gây nên là gì, vấn đề về khớp vai, rồi những vấn đề về viêm, đấy, viêm khớp thì có thể gây nên, rồi các cái vấn đề về viêm dây chằng, viêm gân, đúng không ạ? Đây các bác có thể nhìn thấy đây cái cơ bài này nó có rất nhiều cái cơ ở đây, đúng không ạ? Nó viêm các cái đầu này, ở các cái đầu điểm bám này, các bác rất nhiều bác là hay bị đau ở cái vùng này, có đúng không ạ? Có đúng là các bác hay bị đau ở cái vùng này không ạ?
Và đi đâu người ta sẽ chẩn đoán các bác là gì ạ? Viêm quanh khớp vai, đúng không ạ? Tay các bác không thể nào giơ lên cao được, đúng không? Hoặc là đêm thôi nhá, 2 giờ sáng thôi nhá, không thể ngủ được. Là gì? Là tất cả các đầu bám ở đây. Và tại sao cái vùng khớp vai này hay bị đau? Là bởi vì nó gần như, các bác tưởng tượng đây giống như cái mắc áo, đúng không ạ? Nó đang treo một cái tay của chúng ta, nếu mà tay của tôi chắc phải khoảng 3 cân. Bây giờ cứ tưởng tượng một cái vật nào đấy mà cứ phải đeo một cái vật mà luôn tục 3 cân. Nó có mỏi không ạ? Chắc chắn phải mỏi nếu như tất cả các phần cân đối phía trên này không cân đối. Những cái cơ ở trên này, những cái cơ ở trên này mà không cân đối thì cái phần thịt ở dưới này sẽ cảm thấy nó kéo gì ạ? Trễ khớp vai xuống. Và đây là một điều tôi cảm thấy rất là hơi bị đáng buồn cho trẻ học sinh tiểu học. Tôi vừa mới làm một cái nghiên cứu gọi là đến một cái trường tiểu học khám cho khoảng 250 em. 90 là phải sắc nặng này, kèm theo nó là phải chịu đựng cái ba cái cân tay của chúng ta thế này. Thế là nó treo lên như thế thì tất cả cái phần đai vai này chúng ta không tập làm mạnh cơ. Không tập làm mạnh cơ đai vai để nó có thể gì ạ? Có thể mang được, nó đủ khỏe để mang cái tay này thì nó sẽ kéo cái vai chúng ta xuống và chúng ta sẽ cảm thấy là gì? Sẽ đau, đúng không ạ? Và từ cái vai này, tất cả các cơ vai nó đã co thì các cơ vai các bác biết là nó bám vào cổ, bám vào cái cột sống cổ. Và sự giằng kéo của các cái cơ này nó không khác gì các cái nó gọi là, đối với cái thuyền thì chúng ta có rất nhiều những cái nó gọi gì ạ? Gọi là cái cột buồm đấy, cột buồm nó có rất là nhiều các cái dây, đúng không ạ? Thì mỗi một cơ chúng ta làm cái dây để căng cái cột buồm ấy lên. Một cái dây đấy mà bị trùng hay bị căng quá mức, nó sẽ kéo theo các cái dây bên cạnh và cũng bị căng kéo, và cái cột buồm của chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị đi lệch hướng, không thể đúng hướng được. Thì cơ thể cũng như vậy. Nếu như tức đây là cái khớp, đúng không ạ? Ở cái khớp vai này thì nó có mấy loại khớp. Khớp thứ nhất nó gọi là khớp cùng đòn, tức là giữa cái xương đòn này với cả cái một cùng vai. Đấy, khớp này các bác có thể sờ ngay phía trên này. Chúng ta không bình thường không thấy đau đâu, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tôi mà khám thì tôi khám và tôi ấn vào đây thì chắc chắn là sẽ rất nhiều bác là sẽ đau, đúng không? Thì đấy. Thứ hai nữa thì khớp thứ hai là cái khớp này là khớp ổ chảy, đúng không ạ? Cái khớp này của cái khớp vai giữa cái xương cánh tay với lại cái ổ chảy cánh tay. Thì như vậy thì cái khớp này cũng có thể là bị gì ạ? Bị viêm. Thế và đây nó chiếu rất là lâu. Và nó có một cái ở đây là gọi là xương bảo quản, đúng không ạ? Cái xương bảo quản nằm ở đây. Đây là xương bả vai. Xương bả vai khi mà nó trượt là nếu không giải quyết cái tay thì nó cũng vẫn co kéo cái phần đó. Đó là cái sự liên đới. Cơ thể của chúng ta là nó là một cái gọi là thể thống nhất. Ở đây đặc biệt cái khớp vai này nó có một cái là cái túi thanh mạc này đôi khi là nó cũng bị viêm. Đấy, viêm túi thanh mạc. Thì đối với viêm túi thanh mạc chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Có rất nhiều các cái cơ ở đây. Cái minh chứng để nói rằng là cái viêm khớp ở đây, tôi nói rằng đây cái phần này các bác thấy rằng cái khớp vai nó rất hay đau ở cái mỏng trên này, thì đây chính là gì ạ? Đây là đau gân hoặc là viêm dây chằng. Và đau cái gân này là do gì? Đau cái gân đấy là do nó bị nặng quá, sách nặng quá, nó làm việc nặng quá, cứ ngồi như này. Hai nữa là gì? Hai nữa là nó yếu, đúng không ạ? Chúng ta không tập thể dục, nó yếu thì nó sẽ không mang nổi cái tay đâu, thì là nó sẽ cảm thấy nó cũng bị rồi chấn thương, bị rách. Ở đây là không gặp nhiều lắm. Thế thì ngoài ra còn cái tổn thương sụn ở khớp vai thực ra rất ít khi mà tổn thương sụn, vẫn có nhưng mà rất là ít. Và thông thường chủ yếu là phần cơ, đúng không ạ? Dây chằng là chủ yếu nó cứng. Thế thì kinh nghiệm ở đối với khớp vai, tại vì ban tổ chức cũng nhắc là tôi nói quá giờ rồi, cho nên tôi chỉ nhắc lại với các bác đối với khớp vai của chúng ta, đúng không ạ? Thì các bác hàng ngày đấy, cái bài tập dưỡng sinh nó có rất là hay, vỗ vào tay, đúng không ạ? Thực ra thì
hiểu một động tác, mỗi một cái nguyên lý người ta sẽ giải thích một cách khác nhau. Đối với kinh lạc thì người ta giải thích khác, hoặc thức tỉnh huyền. Đối với ký công thì bảo nạp năng lượng. Nhưng đối với chúng tôi là gì? Chúng ta làm được năng này, đấy là chúng ta gì ạ? Tôi vẫn nói đùa đấy là chúng ta ít nhất là vỗ về cái cơ của mình, ít nhất là tỏ ra rằng là mình cũng đang nghĩ đến nó đây, chứ không có phục vụ mình mấy chục năm rồi mình không bao giờ sờ sọ, không bao giờ bóp nắn cho nó, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải nhớ rằng là cơ thể của chúng ta nó cũng đòi hỏi các bác là phải chăm sóc nó lắm, đúng không ạ? Chúng ta phải dành thời gian cho nó, chứ không sẽ đến một ngày là nó sẽ co hết cả lại, các bác sẽ không vận động được. Đấy. Tại sao đến giờ này là tất cả các cơ nó co lại nhưng các bác vẫn cảm thấy người nó không khỏe thì đau ở đâu? Thưa quý vị, trong những năm qua thì Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã triển khai rất nhiều chương trình với mục đích là xây dựng hệ thống câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc. Sau đây xin được kính mời ông Nguyễn Xuân Lành, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội sẽ lên để phát biểu tham luận về hiệu quả xây dựng và phát triển câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa bác Vũ Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, người sáng lập, chủ tịch danh dự Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng, phó chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam. Thưa các bác các đồng chí, được ban tổ chức Ngày Hội Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam giới thiệu phát biểu, trước hết cho phép tôi thay mặt ban đại diện Hội Người Cao Huyện và trên 33.000 hội viên Hội Người Cao Tuổi huyện Gia Lâm thuộc 22 xã thị trấn chúc các vị đại biểu, các bác các đồng chí dự ngày hội dồi dào sức khỏe và trường thọ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bác các đồng chí, từ chương trình hoạt động của người cao tuổi do nghị quyết các đại hội 4 năm đề ra, phấn đấu giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và thực hiện quan niệm sức khỏe là của mình. Trong hoạt động nhiều năm qua, ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Gia Lâm luôn hướng dẫn các cơ sở lấy chăm sóc sức khỏe là gốc cho nội dung công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Nội dung chăm sóc sức khỏe bao gồm nhiều hoạt động được triển khai bằng muôn vàn giải pháp, tạo sân chơi cho người cao tuổi, cung cấp kiến thức để phòng bệnh từ xa cho họ, phát triển xây dựng các quỹ để chủ động xây dựng tổ chức vững mạnh, vân vân. Năm 2019 thì cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thế cho nên ân nghĩa của tôi với ngành y tế thực sự lớn lao. Tôi sống được như ngày nay nhờ ngành y tế, nhờ các thầy thuốc y tế trong đó giúp đỡ tôi, nhờ các thầy thuốc đông y là cũng phổ biến cho tôi những kiến thức cần thiết về thuốc đông y, cho nên tôi sống được cái ngày hôm nay. Thì tôi xin tỏ thứ các ơn nghĩa vô cùng lớn lao của ngành y tế, chúc ngành y tế chúng ta mãi mãi thành công, mãi mãi. Bộ Y tế, đặc biệt là giáo sư Lê Ngọc Trọng, từ thời thầy còn làm thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã hỗ trợ trường rất nhiều. Thế và hôm nay có thể nói rằng là các cái hoạt động mà chúng ta triển khai đây cũng hết sức có ý nghĩa, không chỉ có ý nghĩa với bản thân của các bác, các cô, các anh, các chị là hội viên của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng. Đây là một trong những cái hình mẫu
mà để cho cộng đồng đáng được học tập và tiếp tục phát huy, để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu là tuổi già khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tóm lại thì chương trình của chúng ta cho tới nay đã kết thúc, và có thể nói rằng đối với chúng tôi thấy rằng chương trình của chúng ta đã thành công hết sức là tốt đẹp, và xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các bác, các cô, các chú đã đến với trường Đại học Y tế Công cộng. Và trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng rất mong chúng tôi sẽ có tiếp tục các cái hoạt động mà phối hợp với Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam và với các bác, các cô, các anh, các chị. Và một lần nữa, thay mặt cho ban giám hiệu của trường Đại học Y tế Công cộng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí bác Vũ Anh, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trọng và tất cả các bác, các cô, các chú đã đến với trường Đại học Y tế Công cộng, và chúc các bác, các cô, các chú luôn luôn mạnh khỏe. Say hòa bình.
các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các đơn vị tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể câu lạc bộ, các vị đại biểu khách mời đã đến chỉ đạo cổ vũ động viên tham gia để chương trình ngày hội sức khỏe cộng đồng năm 2017 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu và hội trường chúng ta hãy cùng hát vang bài hát Như Có Bác trong ngày vui đại thắng.